Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Năm 2024 là thời điểm mà nhiều nhà đầu tư và người mua đang đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam hay không? Theo báo cáo thị trường quý 3 năm 2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, trong 9 tháng đầu năm 2023, chính phủ cùng các cơ quan bộ ngành đã tích cực can thiệp để khôi phục thị trường bất động sản. Đặc biệt, gần 20 động thái từ phía chính phủ đã được thông báo một cách liên tục và mạnh mẽ, góp phần tăng cường niềm tin và sức mạnh cho thị trường và các bên liên quan. VARS nhận định, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 là tín hiệu quan trọng nhất, mang tính hướng dẫn và chỉ đạo rõ ràng. Theo thời gian, các cơ chế và chính sách từ chính phủ ngày càng phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường và doanh nghiệp. Kết quả là nhiều vấn đề và khó khăn của thị trường đã dần được giải quyết. Điều này tạo điều kiện cho hầu hết các dự án còn khả năng tái khởi động. Do đó, thị trường bất động sản đang diễn ra với những diễn biến tích cực hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các nhà đầu tư dự án đã thể hiện sự nhiệt tình bán hàng thông qua loạt chính sách kích thích cầu hấp dẫn như chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ lãi suất kéo dài, cùng việc nhận nhà sớm và mở rộng thời gian thanh toán, trong đó có dự án kéo dài đến 3 năm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS đánh giá, năm 2024 là một năm thách thức của ngành bất động sản, tuy nhiên cũng mở ra cơ hội rất lớn để vực dậy thị trường bất động sản. Đặc biệt hơn, khi trên thị trường có tới 31 trên 63 tỉnh thành công bố quy hoạch, có thể kể đến như thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Ninh Thuận, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Kon Tum. Quý cuối năm 2023 đã chứng kiến nhiều dự án quy mô lớn bắt đầu chiến dịch bán hàng, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy giao dịch. Cả khu vực phía Bắc và Nam đều có nhiều dự án đóng góp vào nguồn cung mới. Phân khúc bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng cũng đang trở lại mạnh mẽ, tạo ra dấu hiệu tích cực cho thị trường. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định rằng, với lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản. Sự giảm lãi suất huy động cùng với chính sách bán hàng mới đang kích thích giao dịch. Sự thay đổi tích cực trong bức tranh kinh tế vĩ mô và dự kiến tăng trưởng kinh tế là những tín hiệu tích cực. Năm 2024 có thể là thời điểm thị trường đảo chiều từ quý 3 và khởi sắc từ quý 2 2025, đặc biệt sau khi các luật như luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được thông qua. Đầu năm 2024 sẽ mang đến một cơ hội đặc biệt cho những người quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam. Các yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ và quy hoạch mới tạo ra môi trường thuận lợi để đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng đồng nghĩa với việc cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược và mục tiêu đầu tư để tránh hối tiếc trong tương lai. Bạn thấy nhận định trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin thú vị khác về đầu tư bất động sản trong năm 2024 mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa, cho biết thời gian qua, bất động sản gặp khủng hoảng. Chính phủ đã đưa ra những giải pháp tháo gỡ, nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Điều đáng mừng là bất động sản dường như đã thoát khỏi đáy và đang có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn. Nguồn cung tín dụng cho bất động sản còn dư địa lớn. Hiện vốn vay lãi suất của ngân hàng hết sức ưu đãi so với những năm trước đây. Thời điểm này, các chủ đầu tư lớn cũng tung ra sản phẩm phù hợp với thị trường hơn, được thị trường chấp nhận. Chủ đầu tư chia sẻ với thị trường khách hàng hơn qua việc thực hiện chiết khấu, hỗ trợ lãi suất. Dựa trên cơ sở đó, ông Quang dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thị trường chỉ trở lại với phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực và có giá tốt. Giai đoạn sau Tết, thị trường sẽ nhanh chóng khởi sắc. Khi những đơn hàng của doanh nghiệp trở lại, chính sách của chính phủ sẽ tác động rõ vào thời điểm sau Tết 2024. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết, các yếu tố tác động chính đến thị trường bất động sản hiện nay là tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đang phục hồi. Năm 2024 đến 2025 sẽ thuận lợi hơn, lạm phát và lãi suất không còn tăng, dự báo giảm dần từ quý 3 2024. Tính đến nay, lãi suất đang hạ nhiệt và trở về giai đoạn trước dịch. Vướng mắc về pháp lý, thể chế cũng dần được tháo gỡ và thực thi. Quy hoạch các cấp đang hoàn thiện, đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh. Chuyên gia Cấn Văn Lực nhận định kịch bản bất động sản năm 2024 thị trường sẽ tốt hơn, cú hích lớn sẽ bắt đầu từ quý 1.
Theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính, tổng thể từ đầu năm đến nay, tình hình nguồn cung, đặc biệt là sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân chưa được giải quyết một cách triệt để. Vì vậy, sự thay đổi tương đối rõ rệt của thị trường địa ốc chỉ xảy ra vào cuối quý 1, đầu quý 2, 2024, khi lượng nhà ở xã hội được bán ra thị trường nhiều hơn. Ông Thịnh cho rằng chính phủ cần quan tâm, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát những khó khăn của địa phương và phối hợp sát sao với các bộ, ban ngành để giải quyết. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc và thực hiện phát triển nhà ở xã hội đã đăng ký. Khi gặp khó khăn cần chủ động trao đổi, trình bày với cơ quan quản lý. Các nhà đầu tư nên xem xét và chuẩn bị nguồn lực khi lãi suất đã xuống thấp, chọn thời điểm phù hợp thì tham gia thị trường. Theo ông Đỗ Hoàng Dương, chuyên gia bất động sản, từ cuối năm 2023 đến trước Tết Nguyên đán 2024, thị trường bắt đầu có giao dịch, sau đó tăng dần lên. Thị trường chỉ thật sự ấm dần từ tháng 6 năm 2024 với nhiều giao dịch hơn. Theo ông Dương, nếu nhà đầu tư kỹ lưỡng, cẩn trọng thì có thể chờ qua Tết, trước tháng 6 năm 2024 để vào cuộc. Còn với những nhà đầu tư ưa mạo hiểm và kỳ vọng giá trị gia tăng nhiều hơn thì có thể xem xét xuống tiền ngay thời điểm này. Cơ hội năm 2024 vẫn dành cho những nhà đầu tư chấp nhận đánh cược vì giá bất động sản từ sau Tết sẽ đi ngang hoặc nhích dần chứ khó có thể giảm nữa. Muộn nhất đến cuối năm 2024, đầu năm 2025, thị trường mới tăng về giá và thanh khoản. Ông Dương đánh giá. Theo ông Dương, từ nay đến Tết, nhà đầu tư nên lựa chọn bỏ tiền vào phân khúc đất nền hoặc nhà phố giá mềm ở ngoại ô có thể khai thác cho thuê được, đảm bảo có dòng tiền về. Từ sau Tết đến giữa năm thì có thể tính toán các sản phẩm sinh lợi về đường dài hơn. Dự báo cụ thể kịch bản năm 2024, ông Trần Khánh Quang cho rằng giai đoạn 1, từ nay đến Tết Nguyên đán, phân khúc căn hộ ở thực đang được chào đón tốt nhờ chính sách chiết khấu, thanh toán tốt. Thứ hai là phân khúc nhà phố trong tầm giá 7-8 tỷ đồng trên căn. Mức tăng trưởng của hai phân khúc này trong khoảng 3% đến 5%. Giai đoạn 2, từ sau Tết đến cuối năm, là thời điểm của phân khúc đất nền vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương với mức tăng trưởng 3% đến 5%. Ngoài ra, lúc này người mua căn hộ bình dân để ở sẽ chấp nhận đi xa hơn để mua nhà, ông Quang nói. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh vụ thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả. Vào cuối video này, quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.